Sau đây là phần tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 37 ca COVID-19. Và theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh, thì trong số này có 14 ca tại thành phố Vũng Tàu, 13 ca tại thị xã Phú Mỹ, 5 ca tại huyện Long Điền, 3 ca tại huyện Đất Đỏ và 2 ca tại thành phố Bà Rịa. Từ 18 giờ chiều 12 tháng 8 đến 18 giờ chiều nay 13 tháng 8, toàn tỉnh có 16 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, với 11 bệnh nhân nặng đang được thực hiện các kỹ thuật điều trị cao. Các bệnh nhân này đều lớn tuổi, hầu hết đều có bệnh lý nền. Không có bệnh nhân điều trị tại nhà phải chuyển điều trị tại bệnh viện. Số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà hiện là 342 bệnh nhân. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh đạt trên 99%. Công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường đang được các trạm y tế trên toàn tỉnh thực hiện đúng kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã có 10,9% công dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 4.